Hôm nay em chia sẻ với anh chị về cái mã sản phẩm là mặt nạ nè. Thì hiện tại là mình đã quá là quen với cái dòng sản phẩm là mặt nạ giấy rồi đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay thì bên nhà Haja sẽ chia sẻ với anh chị về nhiều cái mã gia công khác, là không chỉ riêng về nhập mặt nạ giấy không nha. Nếu mà anh chị hiện tại đang có nhu cầu nhận mẫu test không tính phí những về những cái dòng sản phẩm về mặt nạ nè, anh chị có thể để lại comment nha. Bên nhà Haja là có rất là nhiều cái dòng mặt nạ khác nhau. Em lấy ví dụ nha, hiện tại là có những cái dòng mặt nạ về mặt nạ giấy nè, rồi có cả là mặt nạ đất sét nè, đất sét trà xanh nè, mặt nạ đất sét sét tròn núi lửa nè, mặt nạ gel nè, gel thì mình sẽ có rất là nhiều loại gel luôn, gel da đam nè, gel nghệ nè, rồi mặt nạ nào là mặt nạ hỗ trợ cho anh chị trong cái quá trình cấp ẩm cho da da mặt của mình nè, mặt nạ giúp anh chị là giảm thâm sau cái việc mà nặng mụn nè, rồi mặt nạ giúp cho anh chị là gọi là giảm cái hỗ trợ trong cái việc điều trị mụn nè, giảm cái tình trạng bị mụn nè, rồi có những cái dòng mặt nạ là giúp cho chống lão hóa nữa, cho nên là làm sáng da nữa đó. Có rất là nhiều dòng mặt nạ khác nhau. Nếu mà mình đang có nhu cầu nhận mẫu test không tính phí, tụi em sẽ gửi mẫu những cái mẫu sản phẩm mặt nạ không thu phí cho anh chị luôn. Nếu mà mình đang có nhu cầu nhận những cái mẫu test sản phẩm về mặt nạ, chị liên hệ với em nha.